Trước khi học mà mọi người đảnh lễ Đức Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Tuần trước là học về luật mà nói về vấn đề là đang nói về những cái kỳ kết tập tâm tạng. Giờ tiếp là đợt trước cái bài học trước là có nói về Đức Phật ở trong chú giải có đề cập là Đức Phật có tới độ ngài Đại Ca Diếp trong vấn đề là cái câu nói là ngài khen ngợi đến ngài Ma Cassa Bá trong việc thiền chứng và ngài sử dụng y của ngài Ma Cassa Bá và ngài Ma Cassa Bá sử dụng y, cái đó là cái sự tối độ của Đức Phật dành riêng cho ngài Ma Cassa Bá trong giáo pháp này. Thì ở trong phụ chú giải thì có dẫn chứng rõ ràng, trong chú giải thì họ dẫn chứng vài câu thôi, nhưng mà trong phụ chú giải là có dẫn chứng rõ ràng là có cái đó là có đề cập trong tương ưng mà mình có thể mọi người có thể tìm hiểu trong cái phẩm là Ma Cassa Bá ngài Đại Ca Diếp á, thì cái bài số 9 là thiền và thắng trí nè có đề cập nè. Tùy theo mong muốn này các tỷ kheo, ta ly dục ly bất thiện pháp chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Tùy theo mong muốn này các tỷ kheo, Cassa Bá cũng ly dục ly bất thiện pháp chứng đạt thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Cái thứ hai là nói về thiền thứ hai thôi, cái câu hai nói về thiền thứ hai Đức Thế Tôn ngài ngài chứng đạt và an trú thiền thứ hai như thế nào, thì ngài Ma Cassa Bá cũng chứng đạt và an trú thiền thứ hai như vậy ha. Cái thứ ba là thiền thứ ba chứng đạt và an trú thiền thứ ba như thế nào, thì ngài Ma Cassa Bá cũng chứng đạt và an trú thiền thứ ba như thế ấy. Và cái thứ tư là chứng đạt và an trú thiền thứ tư như thế nào, thì ngài Ma Cassa Bá cũng vậy. Thì cái này là nói về bốn tầng thiền sắc giới. Kế tiếp mới là nói về bốn tầng thiền vô sắc giới. Và cái thứ chín và cái thứ chín là nói về thiền diệt. Bốn tầng thiền vô sắc giới là hư không. Giống như là Đức Thế Tôn á, là chứng vào không vô biên xứ, thì ngài Ma Cassa Bá cũng không vô biên xứ. Cái thứ hai là thất vô biên xứ, thì ngài Ma Cassa Bá cũng thất vô biên xứ. Cái thứ ba là vô sở hữu xứ, và ngài Ma Cassa Bá cũng vô sở hữu xứ. Cái thứ tư là phi tưởng xứ, và ngài Ma Cassa Bá cũng phi tưởng phi tưởng xứ. Và cái thứ năm là chứng đạt cái thứ chín chứ chứng đạt an trú diệt thọ tưởng, thì ngài Ma Cassa Bá cũng chứng đạt an trú diệt thọ tưởng đó. Thì có nghĩa là cái chín chín tầng thiền này và sáu cái kế tiếp ở dưới là nói về cái sáu cái thần thông thôi. Sáu cái thần thông thì chín tầng thiền và sáu thần thông thì trong đây phụ chú giải có đề cập rõ ràng là nó nằm ở trong tương ưng, mọi người có thể tìm hiểu tìm đọc ha. Thì cái đó là cái dẫn chứng mà Đức Thế Tôn cũng khen ngợi với cái sự tới độ ngài Ma Cassa Bá. Và cái dẫn chứng nữa là ngài Ma Cassa Bá mặc y của Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn mặc y của ngài Ma Cassa Bá, thì cái này là trong phụ chú giải có dẫn chứng là nó nằm ở trong tương ưng luôn, nằm trong tương ưng, nó cũng nằm ở trong phẩm phẩm Ma Cassa Bá. Thì cái đoạn này nè: sau khi ngồi xuống này hiền giả Thế Tôn nói với ta, thật là mềm dịu này mà này Cassa Bá, là tấm y tăng già lê làm bằng vải cắt của ông. Bạch Thế Tôn, mong rằng Đức Thế Tôn nhận lấy tấm y bằng vải cắt này từ nơi con vì lòng bi mẫn đối với con. Này Ma Cassa Bá, ông có dùng tấm y vấn tảo làm bằng vải gai thô đáng được quăng bỏ của ta không? Thì khi đó là mình thấy là Đức Phật là dùng y phấn tảo ha. Thì con sẽ dùng, Bạch Thế Tôn, tấm y phấn tảo làm bằng vải gai thô đáng được quăng bỏ của Đức Thế Tôn đó.
cái câu chốt là gì? Như vậy này hiền giả, ta cúng cho Thế Tôn tấm y Tăng và Lê làm bằng vải cắt hiển. Tấm y này là ngài Ma Kassapa đang 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 sử dụng, còn ta thời dùng tấm y Phấn Tảo của Đức Thế Tôn làm bằng vải gai thô đáng được quan bỏ. Thì đây là cái sự tế độ của Đức Thế Tôn dành cho ngài Ma Kassapa là có dẫn chứng rõ trong kinh ha. Thì trong chú giải, phụ chú giải cũng cũng đề cập lại đó, thì cái đó là cái bằng chứng mà để thấy là cái sự tế độ của Đức Thế Tôn mà dành cho ngài Ma Kassapa. Bởi vì ngài Ma Kassapa nghĩ rằng là không không có cái gì mà đền đáp ơn đối với Đức Phật là bằng cách là trùng tụng lại tâm tạng để giữ gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật. Thì khi mà ngài nghĩ như vậy đó, thì kế tiếp đó là ngài sanh khởi cái tâm mong mỏi đối với các vị tỳ kheo là tùng tùng trụng pháp và luật này. Thì cái đoạn này cũng được nói trong tiểu phẩm thôi. Khi ấy ngài Ma Kassapa gọi các vị tỳ kheo, giống như ngài tự nói rằng nó vào một cái thời nọ là cái hiền giả ở ngay Kusinara trên cái đường đi đó thì đi cùng với đại chúng 500 vị tỳ kheo. Thì cái này cũng có đề cập trong tiểu phẩm, nếu mà mọi người ai đọc rồi thì có thể biết được. Thì là cái đoạn này là chương liên quan 500 vị này là trong chánh tạng ha, mình có thể đây đó. Thì khi đó ngài mới trình lại cái tự sự hiện này là được đề cập một cách dài, ở trong chú giải thì chỉ đề cập một cách ngắn gọn thôi đó. Thì đề cập dài là nguyên nhân tại sao mà ngài muốn trùng tụng lại tâm tạng. Thì sau đó ngài mới tiếp tục ngài nói là hành đá mà già ấu tô đâm đi sáu quý na diên xá về già má bu rê a đầm mò đếp bá tí đầm mò bá tí bà hí gia tí ai nguyên na dò đếp bá tí nguyên na dò bá tí bà hí gia tí bu rê đầm má quả đi nò bá la hoàn to hồn tí đầm má quả nò đúc bá la hồn tí ao ao nguyên na dò quả đi nò bá la hoàn to hồn tí ao nguyên na dò quả đi nò đúc bá la hồn tí. Thì câu này cũng cũng trích lại từ trong chánh tạng này, nghĩa là ngài nói là này các sư đệ, vậy chúng ta hãy trùng tụng pháp và luật trước khi điều phi pháp được phát triển và pháp bị bỏ quên, chánh pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi luật phát triển và luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi pháp trở nên mạnh mẽ và những người nói pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi luật trở nên mạnh và những về người nói về luật yếu đi. Đó thì khi đó ngài mới quyết định. Thì khi đó các vị tỳ kheo mới bạch lại với ngài Ma Kassapa là nếu như vậy đó, bác cua hàng trú Tề na hí bành đê thê ro bé phu usina trú. Nếu vậy hãy hãy nếu như vậy thì bạch đức xin ngài hãy giống như là lựa chọn các vị tỳ kheo để trùng tụng. Thì khi đó đó ở đây có đề cập là thê ro takala na win ga tat thu ta về bu thúc sa no to ta ban na ta ka da ga mi na ga mi tu kha wa ta ka na ta wa du khi nào thông qua bé phu. Thì khi đó cái đoạn này là nói sao, nghĩa là hôm bữa mình có biết đó là khi mà các vị hội họp là tới 700.000 vị ha, được cái bài học trước là có nói là 700.000 vị, thì ở đây là ngài chỉ lựa ra 500 vị thôi để trùng tụng lại tâm tạng. Thì trong 700.000 vị đó có rất là nhiều những vị là phàm nhân, Tu Đà Hoàng, Nhật Lưu, Nhất Lai, Bất Lai hoặc là A La Hán khô, các vị mà A La Hán mà chỉ chứng quả A La Hán thôi đó. Đó thì có rất là nhiều, thì khi đó ngài không có lựa chọn những vị này, mặc dù là những vị này là ở đây có đề cập là giỏi thông học, thông giỏi về pháp học, lời dạy của Đức Thế Tôn mà là củ phần. Củ phần thì cái đó giống như là giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng được chia ra làm củ phần đó. Đó, chính chi phần đó, thì những vị này là những vị giỏi về pháp nhưng mà không được lựa chọn. Mà ở đây á, ngài chỉ lựa chọn, thứ nhất á, là ngài chỉ lựa chọn những vị mà thông thuộc tam tam tạng tất cả lời dạy của Đức Phật. Thứ nhất là phải thông thuộc tam tạng tất cả lời dạy của Đức Phật, thứ hai là có tứ tuệ phân tích, bát tí tâm bí đà bát trề, thứ ba là có đại oai lực, có đại thần lực,
Và ở đây có để là về bú về ná với cái quá to e tá đa gà oro bí trề rêu với già đi bê đê. Và đặc biệt á, điều đặc biệt là thường á, ở đây là chỉ lựa chọn những bệnh mà đã được Đức Thế Tôn như là gọi là xác nhận cho, giống như mình nói ví dụ được ở trong Tăng Chi, trong Tăng Chi mà cái những cái vị mà được Đức Thế Tôn công nhận là trong giống như về cái mặt này thì vị này là giỏi nhất tối thắng á, công nhận những người tối thắng, như nói ví dụ ngài Shivali đi, trong tất cả các vị mà về phước báo thì ngài Shivali là đệ nhất, trong tất cả các vị mà giỏi về luật vì tụng luật thì ngài Upali là giỏi. Thì đa số ở đây đó là chỉ lựa chọn những cái vị mà tối thắng mà được Đức Thế Tôn nói đến đó, thì chỉ lựa, nhưng mà lựa ở đây là chỉ lựa Ê Cù Ná Biên Sát Tá Trề thôi, chỉ lựa 499 vị thôi, chỉ lựa 499 vị là tất cả đều là những vị thông thuộc lòng tâm tạng tất cả lời dạy của Đức Phật. Thứ hai là 499 vị đó là phải là vị tướng tuệ phân tích, 499 vị đó phải là vị có đại ai lực, và thường đa số là các vị là đường được Đức Phật ban như cái các phong vị là tối thắng trong các hàng đệ tử đó. Không có mà không mà mặc dù như vậy nhưng mà không có nhiều vị thời đó cũng rất là giỏi, giống như là mặc dù là phàm nhân nè, nhập lưu nè, nhất lai bất lai a la hán phô cũng rất là giỏi, nhưng mà không có lựa chọn các vị đó. Thì sẵn ở đây có nói là những cái vị phàm nhân mà giỏi pháp á, ở đây phụ chú giải cũng có đề cập đó, sẵn là sư nói luôn, cái mà phàm nhân ở đây là mình nên hiểu là ở đây có nói là đú quý đà bút thúc sanh nà anh đá bút thúc sanh nà có là già ná bút thúc sanh nà tí. Phàm nhân á, ở trong phụ chú giải có đề cập là có hai loại phàm nhân ha. Thứ nhất là loại phàm nhân hành đá, cũng như là trong trường hợp này mình có thể dịch là ngu si. Cái thứ hai là một cái cả là già ná bút thúc sanh nà, là một mà vị phàm nhân thiện chí tốt đẹp đó. Thì thế nào mà định nghĩa vị phàm nhân anh đá? Có nghĩa là khi mà nói về uẩn nè, 12 xứ nè, 18 giới nè, vị đó không biết chia sẻ, vị đó không biết học, vị đó không biết hỏi, vị đó không có nghe, vị đó không có suy xét, thì đó gọi là ành đá bút thúc sanh nà, có nghĩa là phàm nhân không có chí á. Còn nếu mà nói về cái vị mà họ biết rõ thế nào là năm uẩn, thế nào là 18, 12 xứ, thế nào là 18 giới, biết rõ chia sẻ học, biết vấn đáp, biết nghe, biết suy xét, thì những vị này gọi là những cái vị phàm nhân tốt đẹp đó. Thì thì giờ mình quay lại phần giải tiếp ha, thì khi đó chỉ chọn 499 người thôi. Thì tại sao? Bởi vậy trong trong chánh tạng á, có một cái câu là vào thời đó mà ngài Ma Kassapa bá chọn 499 vị A-la-hán là đang nói trong cái trường hợp này ha. Thì ở đây nói là tại sao mà vị trưởng lão lại chọn 499 vị, có nghĩa là còn một vị đó là chừa cái cơ hội đó cho ngài trưởng lão Ananda. Tại vì sao? Tại vì khi mà nếu mà trùng tụng lại pháp và luật đó, nếu mà không thể nào mà thiếu ngài Ananda được, không thể nào mà thiếu, mà cũng không thể nào mà có, không thể nào có mà cũng không thể nào thiếu, mình hiểu không? Thì bây giờ mới giải thích là không thể nào có trước, sao không thể nào có? Tại vì ngài nên là vẫn còn là vị hữu học, còn cái phận sự cần được làm. Thì ở đây phận sự á, trong phụ chú giải giải thích giống như là ngài khi đó mới chứng nhập lưu thôi, phận sự của ngài là còn nhất lai bất lai a la hán, nên ngài còn phận sự ha. Ở đây là phận sự là còn những cái phận sự là có nghĩa là những cái đạo cao ở phía trên á cần phải chứng đạt đó. Ngài là còn phàm nhân, ổn ngài là vị thánh hữu học đó, do vậy mới nói là có ngài cũng không được. Tại vì nãy mình thấy là đa số là khi mà lựa chọn là toàn lựa chọn
các vị A-la-hán mà được phong tối thắng rồi rồi có đại oai lực rồi tứ tuệ phân tích rồi thông thuộc tam tạng kinh điển, mà ngay cả những cái vị mà khi mà nãy mà không không được lựa chọn ở đây là gì, trong đó là có những vị phàm nhân nè giỏi tâm giỏi về pháp học, những vị nhập lưu, những vị nhất lai, những vị bất lai và những vị A-la-hán khô, ngay cả những vị đó mà còn lựa không có lựa ở đây, mà trong khi ngài Ananda là ngài là bậc thánh nhập lưu, là còn là bậc cũng học, còn phụng sự nên được làm lựa chọn ngài, thì ở đây mới nói là có ngài cũng không thể. Còn ở đây là giờ tiếp tục cái khía cạnh là có ngài là không được nè, tại vì những lời ở đây có gì tiền sĩ đã táp để tiết càng tốt tá kia già tiết càng bao gồm to át tam mũ khạp các tiết càng nằm át nát thí ta tâm mà quý nà bí nát tất cả không thể thiếu ngài, là tại vì sao những cái lời dạy của Đức Thập Lực về kinh về cũ phần á, là ngài đều được nghe từ chính Đức Phật, từ nghe trước mặt Đức Phật, chứ không có cái nào mà nghe không phải là trước mặt Đức Phật cả. Bởi vậy là thiếu ngài thì không thể nào mà được. Thì trong đây Phụ Chú Giải có đề cập ở đây là cái chữ là cái chỗ là không có cái lời nào mà nghe không phải trước mặt đó là có cái câu kệ là đoà ti tí bút đá đo gánh niền đuôi ta hát tà ní bê khu đo sát bú rà ti tí ta hát tà ní dê mê đâm mà bá quốc tí no. Câu kệ được dịch ra là gì, có nghĩa là trong 84.000 pháp ẩn mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết thì 82.000 là từ Đức Phật thuyết và 2.000 là từ các vị tỳ kheo. 82.000 là từ Đức Phật, 2.000 là từ vị tỳ kheo, từ những vị tỳ kheo. Bởi vậy mới nói là những cái điều mà Ngài Ananda được nghe là chính từ miệng của Đức Phật. Cho nên khi mà kết tập tam tạng kinh điển mà vắng ngài thì cũng không thể. Đó. Rồi. Ở đây có nói thêm là giá đi e quan các kho bí tâm no đâm má tiền vi trí già bhu cà rát tà thề đề náo sinh tập bò át tá. Mặc dù ngài là vị thánh hữu học nhưng mà ngài có rất là nhiều ơn trong cái việc có rất là nhiều ơn trong cái việc mà trùng tụng lại tam tạng kinh điển, kết tập tam tạng, thì việc lựa chọn ngài là cái việc nên làm. Tại sao không lựa chọn? Tại vì ở đây có ghi là tại sao không lựa chọn, thì có lý do đây là ba rù ba hòa đá quý vi giá na trò, có nghĩa là ngài mà các sa bá đó là muốn muốn tránh khỏi những cái lời đàm tiếu, những cái lời nói xấu của người khác, muốn tránh khỏi những cái lời nói không tốt từ người khác. Tại vì tương truyền rằng ở đây có đề cập thê ro hí a giá tâm anh đề tí quý giá quý cái kho ở hồ tí. Như nãy mình thấy thay vì ngài Ma Ca Sa Bá lựa chọn thì lựa chọn luôn 500 vị đi, tại sao lựa chọn 499 vị rồi để ra, nhưng mà cái chỗ đó lại là cũng là cho ngài Ananda thôi, nhưng mà ngài không lựa chọn trực tiếp, tại vì nếu mà lựa chọn trực tiếp là sẽ khó tránh khỏi những cái lời đàm tiếu, những cái lời nói từ cái phía của người khác. Giống như nãy có nói là mặc dù là những vị A-la-hán thô, bất lai nhất lai nhập lưu, các vị ấy cũng rành rẽ về pháp học mà không lựa chọn, mà trong khi đây là chọn thánh nhập lưu. Tại vì ở đây có một lẽ nữa là rất là khó thoát khỏi cái lời đàm tiếu, là ngài Ananda tuyên truyền rằng ngài Ma Cassapa với ngài Ananda ở đây có ghi là ạch trí quý giá quyết chắc tho, có nghĩa là rất là thân thiết. Ngài Ma Cassapa với ngài Ananda là rất rất là thân thiết ha, rất là thân thiết, cực kỳ thân thiết với nhau, cho nên cái việc mà lựa chọn ngài Ma Cassapa, ngài Ananda thì khó mà tránh khỏi cái lời nói của những người khác. Thì đây á, ở đây có giải thích là tại sao thân thiết nè. Tí rát tầm mềm bá lý tệ tú già tệ tú bí
ná hoài vàng cú mà ro mắt tá mi nhà ti tí cú mà ra cá hoài đề ná ô đá tí, có nghĩa là trong một cái lần mà ngài Ma Kassapa chắc ngài Ananda đà giáo giới ngài Ananda đà, thì khi đó cái thời điểm đó là ngài Ananda tóc đã bạc rồi, hay có ghi là tí ra mềm bá lý tề tú già tề tú quý, mặc dù tóc của ngài khi đó đã bạc rồi, đã bạc trắng rồi, có nghĩa là lớn tuổi rồi, nhưng mà ngài lại dùng cái chữ là cú mà rắc cá, có nghĩa là đứa trẻ, dùng cái chữ là đứa trẻ để mắng này đứa trẻ, không đứa trẻ này không biết tự lượng sức mình, không có biết, giống như là ngài mắng là đứa trẻ này là đang nói anh ra, hoặc là trong trường hợp này cú mà nó co là người trẻ tuổi thì mình dịch, nếu mà trong cái trường hợp này mình dịch là vị tỳ kheo trẻ tuổi này hoặc là đứa trẻ này mình dịch tùy theo ngữ cảnh á, không có biết lượng sức, có nghĩa là không có biết lượng, đúng là lượng sức, trong trường hợp này mình dịch lượng sức không được đó, liền làm mắng với cái câu là đứa trẻ này đó đó, thì cái này là cái dẫn chứng ở đâu, dẫn chứng ở đây là trong trong đây cũng có đưa lại cái nguồn dẫn là nè ở trong Tương Ưng luôn, ở trong Tương Ưng mà giống như trong cái phẩm Ma Cát Sa Bá, nếu mà mọi người có thể muốn tìm hiểu về vấn đề này thì có thể tìm hiểu ha. Nè thật vậy này hiền giả Ananda, hiền giả du hành với những vị tân tỳ kheo này, những người không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm tỉnh giác, ta nghĩ hiền giả hành động thật là một kẻ dẫm đạp ngũ cốc, ta nghĩ hiền giả hành động thật là một kẻ phá luân phá hoại luân gia, hội chúng của hiền giả đang sụp đổ, đồ chúng niên thiếu của hiền giả này đang tiêu diệt, đứa trẻ này không biết tự lượng sức mình, này này đứa trẻ này đang nói ngài Nan Đà mặc dù lúc này á, là nói là gì ngài Nan Đà tóc đã bạc rồi nha nghĩa là khi đó ngài Nan Đà đã lớn rồi, thì mình nghĩ cái câu mà mắng đứa trẻ này á là là thân thiết lắm á, mới 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 gọi là đứa trẻ này thôi, chứ còn nếu mà không thân thiết thì đâu có ai dám gọi như vậy ha, thân thiết lắm mới gọi. Mà ở đây mình có để cái câu cú câu cái câu chữ đó là để ý cái câu chữ là ngài Nan Đà nói rằng là gì, tí ra tầm mềm bất lý tề trú già tề trú bí, có nghĩa là mặc dù đã tóc bạc, có nghĩa là trước đó là đã sử dụng cái ngôn từ này rồi, trước đó đã sử dụng cái ngôn từ cú mà rác cá cho, mà bây giờ đã tóc bạc mà vẫn sử dụng mình hiểu như vậy ha, mình có thể hiểu như vậy, có nghĩa là trước đó đã từng sử dụng cái ngôn từ này rồi, nhưng mà bây giờ mặc dù tóc bạc rồi nhưng mà vẫn chưa bỏ cái ngôn từ này, vẫn tiếp tục sử dụng cái ngôn từ này, có nghĩa là cái sự thân thiết. Thì nguyên nhân cái câu mà tại sao ngài Kassapa lại nói ngài Ananda như vậy, thì trong phụ chú giải có đề cập là cái câu, nói chung một cái câu chuyện sư tóm gọn ha nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn niết bàn đó, thì khi đó cái này cho qua, khi mà Đức Thế Tôn niết bàn thì ngồi ở giữa, nói chung trùng tụng lại rồi lựa ra 500 vị rồi quyết định đó là cái kết tập tam tạng ở thành ra xá há rồi mới cùng nhau đi đến ra xá há thôi. Rồi cái này nói đến ngài Ananda nè, còn đối với ngài Ananda đó thì ngài lấy y bái của Đức Thế Tôn xong rồi ngài đi đến thành Sa Quách Thi, xong rồi đến khi đó sau đó ngài mới đến thành Ra Sa Cá Há, thì ở đó có một cái gọi là cái chỗ là Dakshina Giri á, thì khi đó nó khoảng thời gian đó đệ tử thân cận của ngài Ananda là có khoảng 30 vị, thì 30 vị đệ tử 30 vị đệ tử hoàng tục, thì 30 vị đệ tử này hoàng tục là ở đây có ghi là về bú về ná cũng mà ra bú trà, thì đa số những vị tỳ kheo 30 vị này hoàng tục đệ tử hoàng tục đa số là những vị tỳ kheo trẻ sống một hạ hai hạ hoặc là với lại những vị sa di thôi, đa số 30 vị đệ tử này là những vị tỳ kheo nhỏ hạ và những vị sa di. Thì tại ở đây có ghi là tại sao mấy vị này xuất gia rồi tại sao lại hoàn tục,
Ở đây á, tê tràng ký rá mà tà bít đa đo xin tê trú anh anh đách thê ro đách thú quýt tà tí co ách thá qua rè và sách co bách thá hát tí ách xí tê xí tá thà nè nà tách thà ràng ghé toa gần tồn các con tí ám à càng đà đá kè ê tách tá thành bí kè bắp bá xí tầm á. Nói chung cái đoạn này á, là mình hiểu vậy nè, nghĩa là cha mẹ của những cái người này á, những cái người mà đệ tử của ngài mà hoàng tộc á 30 thì những cái vị cha mẹ này mới nghĩ rằng á, khi mà đưa xuất gia là các vị này suy nghĩ là trưởng lão Ananda là thân thiết với Đức Thế Tôn và đã xin là vị hầu cận Đức Thế Tôn, thân thiết Đức Thế Tôn xin 8 điều, đã xin 8 điều. Thì khi mà đi bất cứ nơi đâu, đi bất cứ nơi đâu là đều Đức Thế Tôn đều đi chung với ngài Ananda. Và con của chúng ta, những đứa trẻ của chúng ta khi mà được xuất gia với ngài Ananda đó, mà khi mà Đức Thế Tôn đi đó, thì những đứa con của ta cũng được đi, và khi đó sẽ được như là được nhiều đồ cúng dường, được lợi lộc đó, sẽ được lợi lộc, sẽ được những cái cúng dường tôn trọng vân vân. Thì do cái nguyên nhân đó đó mà những cái người quyến thuộc cha mẹ này nè của những cái vị đệ tử đó đó mới kêu là xuất gia với ngài Ananda. Mà khi bây giờ, còn bây giờ Đức ông đã niết bàn rồi, thì những cái sự mong mỏi giống như là cái mà sự suy nghĩ trước khi mà xuất gia với ngài Ananda là được này được kia đó, thì khi đó cũng không có, cũng bị cắt đứt đi. Cho nên vào một ngày nọ, vào chính cái ngày đó luôn, ở đây có ghi là quá, và chỉ có một ngày đó thôi là tất cả các vị hoàng tộc luôn. Thì khi đó ngài Ananda mới đi đến Dakshinagiri đó, đi đến Rajagaha, thì ngài Mahatabha mới gặp ngài Ananda mới nói là câu đó, là do nguyên nhân mà các vị đệ tử của ngài Ananda hoàng tộc phải hiểu nói là này đứa trẻ ông thật sự không biết lượng sức. Ở đây mới nói là đứa trẻ này không biết lượng sức, đó là đang nói ngài đang mắng. Đó thì cái đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ nhất là Ma Kassapa không trực tiếp lựa ngài Ananda, nhưng mà ngài Ma Kassapa vẫn chừa một chỗ cho ngài Ananda, với lại cái muốn là ngài không trực tiếp nhưng mà những cái vị tỳ kheo khác có thể cầu xin, và những vị tỳ kheo khác là thỉnh ngài lựa, cái kiểu như vậy ha. Còn cái đó là cái nguyên nhân thứ nhất là do ngài Ma Kassapa rất là thân thiết với ngài Ananda, nếu mà lựa chọn thì khó tránh khỏi những cái lời đàm tiếu của những người khác, những cái sự nói xấu, cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là Tachakulapatuto Saya Ayatama Tathagata Bata Sulabitu Buddha. Có nghĩa là cái thứ hai là ngài Ananda cũng sinh ra từ dòng dõi đế thích ha. Ngài Ananda cũng sinh ra dòng dõi đế thích, và mình biết là ngài Ananda là con của vị chú, cũng là giống như là quyến thuộc của Đức Thế Tôn. Nếu mà lựa chọn thì các vị sẽ nói là nói là giống như sành đà gám anh nàng quý giá mình nhé, mà nói các vị sẽ nghĩ là cái vị này tư vị vì thương sành đà gám anh nàng. Có số các ngài dịch là cái chữ sành đà gám anh nàng này là tư vị vì thương ha. Thì tư vị vì thương là ở đây có các vị sẽ nghĩ như thế nào? Báo hù ít tác khá bất tí tâm bí à bách trề bé khu tháp bé toa anh nàng tàn tác khá bất tí tâm bí đà bách tràn thê rọt xin lý. Nghĩa là các vị sẽ nghĩ và nghĩ như thế này: mặc dù có rất là nhiều vị tỳ kheo là những vị tứ tuệ phân tích, là những bậc thánh A-la-hán tứ tuệ phân tích, nhưng mà lại không lựa chọn. Tại vì nãy có nói là lựa 499 vị, nhưng mà khi mà đa số ở đó là tập hợp 700.000 vị, thì còn rất là nhiều những vị tỳ kheo là thánh A-la-hán tứ tuệ phân tích ha, vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà vẫn không lựa chọn cái vị đó, nhưng mà lại đi lựa chọn ngài Ananda là vị thánh hữu học
Ở đây có ghi là mặc dù ngài là thánh hữu học nhưng mà ngài cũng là tứ tuệ phân tích ha. À, lại đi lựa chọn vị tứ tuệ phân tích thánh hữu học là Ananda đó, thì rất khó mà để tránh khỏi cái sự chê trách. Đó, do vậy nên ngài Ma Cát Sa Bá không trực tiếp lựa chọn, mà ngài Ma Cát Sa Bá mới giống như là để cho các vị tỳ kheo á, thỉnh cầu lựa chọn. Thì khi đó đó các vị tỳ kheo mới tự tự các vị tới giá mê quá cái khu anh đất tách thà giá thê rằng và sinh tú. Khi đó các vị tỳ kheo mới tự các vị bạch với ngài trưởng lão để xin cho ngài Ananda. Thì khi đó các vị mới bạch là cái gì? Và bàn đề giá tâm ma anh đo kỳ xà biết tết kho bắp bò sàn đo đô tà mô hà bá giả giá tiền gần trồn bá hú sàn này ná bá gó bá đo tàn thí kệ đam mô sáu vina do sáp lý giá to trên hí bàn đề thê rò giá tâm anh trăm bí anh đà đạo xin mát trú. Cái này có như trong đây có đề cập. Này, nãy có nãy nói về vấn đề là khi ấy nhà Ma Kassapa đã tuyển chọn 499 vị A-la-hán nè, đó là nãy giờ sư có giảng về vấn đề này ha. À, tại sao chọn 499 là để dành cho ngài Ananda, thì khi đó là các vị ở trong đây có đề cập nè. À, các vị này là cái câu mà các vị tỳ kheo đã tự nói, đã tự nói với à, khi mà đọc chú giải đó giống như những cái câu chuyện nó sẽ ăn khớp với nhau. À, giống như là trong trường hợp này thưa ngài vị đại đức Ananda này tuy còn là bậc hữu học nhưng không thể nào bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi sợ hãi. Chi phối ở đây nghĩa là tư vị, mình có thể mình hiểu một cách là giống như là tư vị ở đây là giống như kiểu thiên vị đó. À, thiên vị bởi tham, bởi sân, bởi si mê, bởi sợ hãi, và vị này thuộc lòng nhiều pháp và luật từ Đức Thế Tôn. Thưa ngài, chính vì điều ấy xin trưởng lão hãy tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda. Đó, thì khi đó mà khi ấy đại đức Ma Cát Sa Bá đã tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda. Khi ấy là tuyển chọn luôn cả vị đại đức Ananda ha. Có nghĩa là ngài không có tự chọn, tại vì ngài sợ người ta cái sự chê trách của người ta. Do nguyên nhân thứ nhất là gì? Nguyên nhân thứ nhất là ngài Ma Cát Sa Bá cực kỳ thân thiết với ngài Ananda, lựa chọn thì khó mà tránh khỏi cái sự đàm tiếu. Cái thứ hai là ngài Ananda là quyến thuộc là con của người chú, có cái sự là thân thiết thì quyến thuộc đó. Nên nếu mà lựa chọn cũng khó mà tránh khỏi cái việc chê trách. Cho nên là ngài Ma Cát Sa Bá để cho các vị tỳ kheo đó tự bạch để xin tự lựa chọn. Thì khi đó là đã đầy đủ 500 vị. Thì kế tiếp đó là công 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 việc của cái tụng pháp và luật này, là việc kế tiếp là các ngài á sanh khởi cái ý tưởng, cái sự suy nghĩ sau đây là bây giờ sẽ kết tập ở đâu. Kết tập ở đâu, hồi nãy là lựa chọn về mặt nhân số, thì bây giờ sẽ lựa chọn về nơi nơi để kết tập. Cách tha núi không mà dàn đam minh sáu đi nhìn xá thì dàn về già má. Thì khi đó một các vị mới nghĩ rằng là ở thành Vương Xá, thành Vương Xá. Ở đây có ghi là thành Vương Xá Maha Gosaran Bá Hu Tá Tên Là Tân Này Dành Nù Ná Mà Vàng Ra Giá Cái Hề Quách Tàng Quách Tàng Tà Đam Miên Sáu Nhi Nhân Xá Thì Là Về Má Nhi Nhà Bé Phu Ra Giá Cái Hề Quách Tàng Ú Bá Kích Sẻ Giá. Có nghĩa là thành Vương Xá là một cái thành có rất là có tiềm năng về vật thực, rất dễ cho cái việc mà đi bát. Tại vì cái ngày cái việc kết tập tam tạng này mình phải biết là nó sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian rất là dài, không thể nào mà trong một hai bữa mình có thể xong được. Mà mình biết là cái ngày là phước báo của các ngài rất là lớn. Nếu mà kết tập tam tạng thì nghe dân chúng mà nghe thì dân chúng sẽ hộ độ rất là nhiều,
rất là dễ dàng trong cái việc Phật thực, nhưng mà cái ngài lại không muốn về cái điều ấy. Cái ngài muốn là giống như kết tập thì đi bái xuất thực, nên mới lựa một cái nơi mà có thể ổn định về cái Phật thực mà có thể dễ dàng đi bái được á. Cho nên đây mới lựa cái thành Dasagaha là cái nơi mà giống như có tiềm năng về Phật thực, có thể mà đi bát một cách dễ dàng mà để được Phật thực. Bá Hủ Tá Tê Nà Tê Nàng là có nhiều cái chỗ trú ngụ đó. Hay là bây giờ chúng ta sẽ tập trùng tụng tâm, trùng tụng pháp và luật trong khi an cư, ở thành Dasagaha ha. Và ở đây có nói là các vị tỳ kheo khác á, nên nhờ các cụ đã sẽ hài quách tạo bác sĩ giả, các vị tỳ kheo khác á, không được đến đây để an cư. Không được đến an cư. Tại vì sao ở đây có, tại sao các ngài lại suy nghĩ như vậy? Tại vì cái công việc này á, cái công việc của chúng ta là cái công việc nó sẽ trong một cái thời gian lâu dài, thà quá ráp căm man. Nếu mà có một cái người nào mà giống như dạng chống đối á, mà ngồi mà vào giữa tăng chúng á, những cái người đó nó họ sẽ chống đối, họ sẽ ngăn cản. Giống như là những cái người như là Xuất Phát Đá bữa có đề cập, bị Xuất Phát Đá xuất gia lúc già đó. Bởi vậy mà khi mà kết tập tâm tạng ở Dasagaha thì các ngài cũng tuyên ngôn để cho các vị khác không có an cư nhập hạ ở đây luôn. Có nghĩa là chỉ có 500 vị mà kết tập tâm tạng an cư nhập hạ thành Dasagaha trong cái mùa hạ đó thôi để kết tập thôi, chứ không có cho các vị khác đến nhập hạ. Tại vì nếu mà các vị khác nhập hạ đó, có những cái người mà họ như dạng chống đối á, dạng trong đó họ sẽ vào giữa tăng chúng rồi họ sẽ ngăn cản cái việc này. Do đó ngài Mahakasapa mới là trùng tụng mấy tuyên ngôn, dạng như tuyên ngôn thì tuyên ngôn đây á, là mình có thể đọc nè: này các sư đệ, xin hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định 500 vị tỳ kheo này để trùng tụng pháp và luật trong khi mùa an cư mùa mưa ở thành Dasagaha. Các tỳ kheo khác không được an cư mùa mưa ở thành Dasagaha. Đây là lời đề nghị. Thì ở nghĩa đây sẵn nói tuyên ngôn với thành sự ngôn luôn ha. Tuyên ngôn nghĩa là giống như là tuyên ngôn thành sự ngôn, như có một cái vấn đề nào đó mà chư đại đức tăng muốn giải quyết á, chư đại đức tăng là thông báo đến chư tăng, thông báo đến chư tăng là nên đề nghị làm gì thì cái đó gọi là tuyên ngôn. Còn cái đoạn cuối cùng á, đoạn sau á là cũng là lặp lại của đoạn trước thôi, nhưng mà đằng sau á có một cái chỗ khác nữa nè: sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Thì cái này bạn mà sư dù khoanh này, cái đó gọi là thành sự ngôn. Này các sư đệ, xin hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định thành 500 vị tỳ kheo này để trùng tụng pháp luật trong khi an cư mùa mưa thành Đà Sáng Há. Các tỳ kheo khác không được an cư ở thành Đà Sáng Há. Vị nào đồng ý việc chỉ định 500 vị tỳ kheo để trùng tụng pháp luật trong khi an cư mùa mưa các tỳ kheo khác thì xin im lặng. Vị nào đồng ý thì có thể nói lên. Câu câu ở dưới là mình có thể hiểu là câu chốt vậy đó. Thì cái đoạn này là gọi là thành sự ngôn. Còn cái đoạn ở trên đó là tuyên ngôn. Tuyên ngôn nghĩa là thông báo đến hội chúng vậy đó, giống như là hội chúng nên có cái việc này nên làm, mà giống như là cái nội dung, đọc cái nội dung đó. Xin các sư đệ hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm học thời đó hội chúng nên đó, mà mình đọc cái nội dung rồi xong cái câu cuối là đây là lời đề nghị, cái đó gọi là tuyên ngôn đó. Rồi cái câu nữa dưới là mình đọc cái nội dung đó rồi xong rồi xin im lặng. Các vị nào mà đồng ý á, thì có thể nói lên. Vị nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý thì nói lên. Ở câu dưới là chốt, tôi ghi nhận sự việc là như vậy, thì cái này gọi là thành sự ngôn. Thì khi đó ngài tập ngài tụng tuyên ngôn. Thì khi mà tụng tuyên ngôn rồi đó thì cái tuyên ngôn này có hiệu lực. Đối với chư đại đức tăng thì khi mà tuyên ngôn được ban ra, được đọc xong kết thúc từ cái chữ là sự việc là như vậy đó, thì khi đó các vị tỳ kheo khác là không có quyền đến để nhập hạ ở thành Dasagaha nữa, chỉ có 500 vị được lựa chọn mới mới nhập hạ thành Dasagaha thôi. Thì cái tuyên ngôn này rất có hai lực. Thì cái đó là đang nói về cái việc trung tụng.
Thì giờ trở lại cái vấn đề là khi mà Đức Thế Tôn ngài tịch diệt Niết Bàn á, ngài Niết Bàn thì khi đó là ở đây có ghi là tách tách trú tà đú kỳ la ná đi qua tề tú tách tách trú xá đà trú bù già đi qua tề tú quy tí quốc tề tú ách đa mà to ách cách chành to. Ở đây có ghi là cái chú giải luật này nó khác khác với chú giải ở ở ở đâu mà sư đọc rồi ta, trường bộ hay gì đó. Có nói về cái vấn đề là sau khi mà Đức Thế Tôn tịch diệt các bạn thì ở đây là 7 ngày tà đú chí là ná, có nghĩa là giống như là hay mình gọi ở Việt Nam mình cũng ở bên Miến bây giờ cũng có tà đú chí là ná, cái dạng này giống như là khi mà một cái người nào mất đó, cái vị đó ăn giống như kiểu cũng giống như là nhạc rồi múa hát rồi giống như là để cúng dường cái vị bậc thiện chí đã thì cái này là tà đú chí là ná, thì cái này được diễn ra 7 ngày đó, rồi xong rồi 7 ngày nữa là để cúng dường cái xá lợi, còn cái ngày cuối cùng đó là cái ngày là để thiêu, thì trải qua 15 ngày. Thì giống như mình biết là Đức Phật nhập diệt là lúc rằm tháng 4 rằm tháng 4 thêm 15 ngày nữa là gì, đến đầu tháng 5, thì đầu tháng 5 là đến cái ngày mà nhập hạ là còn khoảng gì, còn khoảng 1 tháng rưỡi, rằm tháng 6 là mùng 16 tháng 6 là nhập hạ, thì khi đó là còn khoảng, ở đây có ghi là bí mà này chỉ cách đô mà to tề to quá cách hào quách trục quá này chỉ cà, có nghĩa là còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa là đến cái thời gian nhập hạ rồi. Thì khi đó ngài Ma Cá Sa Bá đó mới mới nói với các vị tỳ kheo là chúng ta hãy đi đến cái thành Vương Xá này các hiền giả. Thì khi đó mình để ý là cái ngài Ma Cá Sa Bá đều gọi tăng chúng là à Vú Xôn hết, à Vú Xôn là hiền giả, còn các vị gọi lại ngài là Phàm Tê nghĩa là đất. Thì khi đó ngài lấy số lượng ngài số lượng khoảng nửa nửa số lượng hội chúng tỳ kheo và đi trên một con đường đến thành Vương Xá, còn ngài Anuruddha đó thì cũng thỉnh một nửa đi trên một con đường, còn riêng ngài Ananda thì ngài lấy y bái của Đức Thế Tôn, ngài lấy y bái của Đức Thế Tôn ngài đi đến thành Sawatthi cùng với hội chúng tỳ kheo. Sau khi đến thành Sawatthi xong đó thì ngài đi tới đâu đi tới đâu, ở đây có ghi là anh đắt thề ná gắt tá gắt tách thành nàng ma bí đê qua ở hồ tí, ngài đi đến đâu đi đến nơi nào cũng có tiếng khóc rất là lớn, tại vì khi đó Đức Thế Tôn vừa mới niết bàn mà. Các vị mới bạch với ngài Nanda là bằng đê Nanda đá cố hiền tách thời đàn tháp bách qua ra đô tí bạch đại đức Nanda ngài đã đợi Đức Phật ở đâu mà ngài đi tới đây rồi, nghĩa là ngài để Đức Phật ông ngài đi tới đây nè. Thì khi mà đến bất cứ nơi nào ngài tuần tự ngài đi đến 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 thành Sawatthi thì các vị giống như là khóc rất là nhiều, rất là than khóc, giống như là khi mà cái ngày mà Đức Thế Tôn nhập diệt Niết Bàn vậy đó, nghĩa là dư âm cái các vị ở xưa ở xa mà vẫn còn khóc khóc rất là nhiều, ở đây có ghi là rất là than khóc, khóc giống như là cái ngày mà Đức Thế Tôn vừa nhập Niết Bàn. Thì khi đó ngài Ananda ở trong đây bữa xưa có đọc với chú giải trường bộ thì có nói là sẵn đây xin nói luôn ở trong chú giải trường bộ thì cũng có đề cập là ngài Ananda ngài cũng khóc khóc rất là nhiều lần và ngài cũng khóc rất là thảm thiết, ngài giống như ngài đi đến đâu ngài đi đến đâu ngài nhớ ngài cũng khóc đó. Giống như ngài trở về sau khi ngài vào hương cốc của Đức Phật rồi ngài giống như quét dọn phủi bụi rồi dựng đun nước rồi rồi giống như lấy cái giường ra rồi
rồi trải cái giường vô, giống như là làm tất cả những cái công việc phận sự mà khi mà ngài đã từng làm với Đức Thế Tôn, khi mà ngài Đức Thế Tôn còn tại thế đó. Đó, ngài làm xong mà ngài đảnh lễ hương cốc, ngài nói cái này là đáng lẽ thời gian này là thời gian mà Đức Phật thuyết pháp nè, cái thời gian này là cái thời gian mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo nè, cái thời gian này là thời gian Đức Phật như vậy như vậy như vậy đó. Thì ở trong đó cũng có đề cập đó, là ngài Ananda ngài ngài cũng khóc rất là thảm thiết, mà ngài khóc rất là nhiều lần ngài, tại vì khi đó ngài là bậc thánh nhập lưu thôi mà. Đó. Giờ thì khi mà giờ quay lại vấn đề này, thì khi mà ngài thấy cái vị này khóc quá rồi, ngài mới ngài mới viết những cái bài pháp liên hệ đến vô thường khổ vô ngã để cho cái đại chúng đó. Ở đây cũng có nói nè, thì ngài mới vào thành vào vào chùa Jetavana, cái chỗ hương cốc của Đức Phật Đức Thập Lực đã từng ở. Ngài mở cửa Đà Ràng Quý Quá Đất Co, ngài đưa giường ghế ra, ngài phủi bụi, rồi ngài quét dọn, rồi ngài bỏ những cái hoa hoa rác hoa lâu ngày đó, rồi ngài đưa giường ghế vào, rồi ngài để một chỗ như cũ đó. Giống như mà ngài làm tất cả các phần sự giống như là khi mà Đức Phật còn tại thế vậy đó. Ở đây có đề cập là khi hôm nãy là có khi mà kết tập tâm tạng lựa chỗ thành Vương Xá, thì ở đây đề cập ở thành Vương Xá khi đó là có Ách Thà Đắc Tá Ma Ha Quý Hà Là Hùng Tí, có 18 đại ngôi tự, có 18 ngôi chùa lớn đó, có 18 ngôi chùa lớn. Thì tương truyền rằng nó như là khi mà Đức Thế Tôn niết bàn nhập niết bàn á, thì các vị tất cả các vị tỳ kheo là từ cái chỗ của mình các vị đều lấy y lấy bát, các vị rời khỏi chỗ đi, do đó những cái chỗ này giống như là không có người quét dọn, bị hỏng nhiều thứ đó. Thì khi mà như vậy đó nên các ngài quyết định là cái ngày mà cái tháng đầu mà nhập hạ đó, thì các ngài sẽ sửa sửa giống như là quét dọn sửa chữa những nơi mà bị hư hỏng á. Bởi vậy trong 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 chánh tạng tạng luật mới có nói cái câu này nè: sau đó các tỳ kheo trưởng lão đã đi đến thành Vasakha để trùng tụng pháp và luật, khi ấy các tỳ kheo trưởng lão đa đàng bạc trường này: này các sư đệ, việc sửa chữa chỗ bị hư hỏng đã được Đức Thế Tôn khen ngợi. Này các sư đệ, vậy vào tháng thứ nhất chúng ta, tháng thứ nhất là tháng thứ nhất của mùa nhập hạ đó, đó nhập hạ là 3 tháng, thì tháng thứ nhất là để sửa chữa. Vậy vào tháng thứ nhất chúng ta hãy sửa chữa những nơi bị hư hỏng, và tháng giữa chúng ta sẽ tụ họp rồi trùng tụng pháp và luật đó. Thì tháng thứ nhất là các vị tỳ kheo trưởng lão đã sửa chữa chỗ bị hư hỏng đó. Thì do nãy trong đây có đề cập đó là tại sao hư hỏng này nọ, là do lúc mà Đức Thế Tôn ngài niết bàn, tin ngài niết bàn thì tất cả các vị tỳ kheo á, các vị đều bỏ cái nơi ở của các vị và các vị lấy y bát các vị đi đến đó. Các vị đi như vậy thì không có ai mà ở lại để quét dọn những chùa, nên cái chùa nó trở nên hư hỏng một số chỗ nên cần phải sửa chữa. Đó là nguyên nhân mà các ngài quyết định cái tháng thứ nhất của mùa nhập hạ đó là sẽ sửa chữa. Ở đây có ghi là tại sao mà các vị đại, đại ở đây các vị đại trưởng lão là có hai cái nguyên nhân, cái hai cái có hai cái nguyên nhân là để sửa chữa. Là thứ nhất là Bhagavato Vasana Pusanatthana, cái đó là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân hai là Tathiya và Dabrimo Sanatinsa, cho nên các vị mới quyết định là cái tháng thứ nhất nhập hạ là phải sửa chữa những nơi hư hỏng. Cái nguyên nhân thứ nhất á, là Bhagavato Vasana Pusanatthana, là
muốn cúng dường cái lời nói của Đức Thế Tôn, muốn tôn thờ cái lời nói của Đức Thế Tôn, tại vì Đức Thế Tôn đã từng thuyết trong cái tạng luật tiểu phẩm là về cái chương mà phận sự, trong cái chương mà 13 phận sự đó, có phận sự nơi chỗ ở đó, là phải quét dọn phải như thế nào, phải như thế nào đó. Thì cái ngài làm như vậy là thì giống như là cái ngài đã cúng dường tôn thờ cái lời nói của Đức Thế Tôn. Cái đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai á, là để tác thí giá hòa đáp lý mô sanh hàng, để tránh những cái lời nói của ngoại đạo, giống như tránh những cái lời chê trách của ngoại đạo vậy đó. Giống như tại sao tránh, là giống như, ngoại đạo họ sẽ nói như vậy: tamattha go tamattha tawagga tết tha ri thi trề di quá quý hà rệ bất tí gia ghiền tú bái rí níp bú trề sách đề tú. Các vị ngoại đạo họ sẽ nói là: ồ, các vị đệ tử của Sa môn Gotama, khi mà vị thầy còn tại thế thì các vị này mới giống như là chăm sóc chỗ ở, mới quét dọn chỗ ở, còn khi mà cái vị thầy của mấy vị niết bàn, các vị đều xả bỏ cái chỗ ở. Đó là cái nguyên nhân thứ hai, là để tránh khỏi những cái lời nói của ngoại đạo. Cho nên cái tháng thứ nhất đó là, sau tháng thứ nhất là cái ngày mới quyết định, tháng thứ nhất là cái ngày quyết định sửa chữa những nơi bị hư hỏng đó. Thì xin nhắc lại ha, thứ nhất là tháng thứ nhất sửa chữa cái nơi hư hỏng, là cái nguyên nhân thứ nhất là để cúng dường tôn thờ cái lời dạy của Đức Thế Tôn, tại vì ngài đã từng dạy trong tiểu bộ tiểu phẩm đi, và cái chương mà dạy trong tạng luật tiểu phẩm, cái chương mà chương phận sự, mọi người có thể tìm đọc không? Chương phận sự nè, trong chương phận sự này nó có một cái phận sự là phận sự nơi ở cư ngụ nè, đó, phận sự nơi ở cư ngụ đó là mình phải quét dọn, mình phải dọn dẹp, mình phải sạch sẽ đó. Thì cái đó là cái nguyên nhân thứ nhất mà muốn cúng dường cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên cái ngày, cái tháng thứ nhất là cái ngày trước khi kết tập, thì cái ngày sửa chữa dọn dẹp. Còn cái nguyên nhân thứ hai là để tránh những lời nói của ngoại đạo, là ngoại đạo sẽ nói là các đệ tử của Sa môn Gotama này, khi mà vị thầy còn tại thế thì khi đó mới mới quét dọn, lau chùi, chăm sóc cái chùa, còn khi mà đức thầy niết bàn thì các vị xả bỏ cái chùa đó, để tránh khỏi những cái lời mà nói chê trách của ngoại đạo. Cho nên cái ngày quyết định. Thì cái việc trang trí, cái việc mà sửa chữa này nọ đó, thì vào cái ngày thứ hai á, Đu tí giá đi qua tề gần to và giá đoà gà áp thành trú. Cái ngày thứ hai thì các vị đến, cái ngày thứ hai sau khi, sau cái ngày mà các vị quyết định sẽ sửa chữa đó, thì mới đi đến trước cửa của cái thì khi đó cái ngài đứng lại, thì ông vua A Xà Thế á, ông vua A Xà Thế mới đến và đảnh lễ, là cái ngài bạch kiền bành đa rất tất thà tí, nghĩa là cái ngài đến với nguyên nhân gì, mà cái ngài đến đó. Thì cái ngài muốn ngài mới nói là: thề ra Atharata Maha Quý Hà Lá Bất Tí Tiền Kharanat Thà Giá Ta Kham Mang Bất Tí Quê Đề Tồn. Thì khi đó cái vị đại trưởng lão mới nói là: có 18 ngôi chùa, đại ngôi chùa lớn á, cần được sửa chữa, nên muốn là muốn có những người giúp việc á, những người giúp việc, muốn có những người giúp việc làm công á, để phụ các ngài trong cái việc mà sửa chữa đó. Thì cái câu chuyện này thì ông vua A Xà Thế hoan hỷ nhận lời sa thú, rồi mới sai người đến để sai người đến để phụ. Thì nói chung cái phần kế tiếp là chỉ nói về cái việc là sửa chữa. Nói phần sửa chữa.
Ở đây là khi mà sửa chữa xong hết, là khi mà tấm mình kho bánh nát tấm về, khi mà giờ chuẩn bị đến cái thời mà ông vua ông báo với lại cái ngại là hội chúng tỳ kheo là đã xong hết cái công việc sửa chữa này nọ, bắt đầu là đến cái việc mà kết tập á, thì cái khoảng cái thời gian đó đó thì ở đây có ghi là tết tầm miền kho bán nó tấm về ký xe biết khu à giá tấm hành trà anh đang thành đà giá ở quá má hành trú ý tầm ý má tầm miền biết khu tăng về co biết khu quyết ta dành đàn và dành cho quyết xa đá tí Tero tàn đốt qua ý ma tầm mềm bé phú tăng gậy yên nhau quyết tá gành đàn và dành cho quyết sá đá nát bé phú nằm á nát thí át đà ê chê mang tàn đà giá qua đành tí tàn quyền giá à bích xí. Nghĩa là khi mà ngồi giữa hội chúng á, thì có một số cái ngài các vị tỳ kheo mới nói mới hướng đến ngài Nên Đà nói thôi, nhưng mà mục đích là hướng đến ngài Nên Đà là các vị nói rằng á, là ở giữa cái hội chúng tỳ kheo này nè có một cái vị giống như có một cái vị tỳ kheo quanh quẩn cái mùi tanh cái mùi hôi tanh cái mùi hôi tanh, thì khi đó cái vị trưởng lão này á nghe ngài Đại Đức Ananda nghe được câu nói đó thì ngài mới biết là trong cái hội chúng tỳ kheo này ngoài ngoài ngài ra thì đâu có ai mà còn cái mùi hôi tanh. Thì chắc chắn là đang hướng về ngài mà nói, thì khi đó ngài phát sanh cái sự kinh cảm. Thì đây cái mùi hôi tanh đây mình hiểu giống như là ý của cái ngài là khi mà cái người nào mà còn phiền não á, khi đó cái người đó còn cái mùi hôi, thì ở đây á, ngài Ananda ngài mới chỉ là bậc thánh nhập lưu thôi đó. Thì ở đây một số vị á, nói với ngài Ananda là với cái mục đích đó là áp má mắt cho ho hí nè, hãy tinh tấn đi đừng có dễ vui nữa, hãy tinh tấn cố gắng trở thành bậc thánh a la hán đi đừng có dễ vui nữa. Ý của cái ngài là muốn khuyến tấn, cho nên cái ngài nói như vậy ha. Tôi ảo quốc to tâm với bà to ngày mai này giả, ngày mai là cái ngày mà chư tăng hội họp rồi đoàn xá cái kho ta đến còn ông á, thì là bậc thánh hữu học, ông còn nhiều phận sự đó, thật thật sự không hợp lẽ nếu mà ông đi vào cái giữa hội chúng hội họp đó, ông hãy cố gắng tinh tấn đừng có dễ vui, cố gắng tu hành kiểu vậy. Thì khi đó cái mục đích của cái ngài trưởng lão trong cái lúc mà hội họp là cái ngài muốn nói như vậy ha. Đó. Lúc đầu thì nói là mình nhớ lúc đầu là nói là thiếu ngài là không được đúng không, tại vì ngài là tất cả những cái lời mà ngài đều được nghe từ từ Đức Phật, nên cái việc kết tập tâm tạng thiếu ngài là không được. Còn ở đây thì nói là trề ná giúp tràn tành niết bà tràn dành tồn, ông vị là bậc thánh hữu học còn phận sự nên được làm. Nếu mà như vậy đó thì cái việc mà đi đến hội họp đó, thật sự là không có hợp lẽ đó. Cái này là mình hiểu là nói theo cái dạng là khuyến tấn do ngài Nanda đà cố gắng thì khi đó ngài Nanda đà ngài cũng biết là ngày mai là đến ngày hội họp rồi, thật sự không hợp lẽ khi mà mặc dù ta còn là bậc thánh hữu học mà ta đi đến hội họp giữa hội chúng ấy. Bởi vì khi đó nguyên đêm đó ngài tinh tấn thực thực hành pháp niệm thân ha, thì mình cũng biết đó là ngài Ananda ở đây á, ở đây có một số khi mà đêm gần sáng thì ngài ngài đi xuống từ cái nơi kinh thành đó, ngài đi vào chùa với mục đích là ngài sẽ nghỉ ngơi đó. Thì khi mà ngài nghỉ ngơi đó thì đuê bà đà bù mít đo múc trà áp bách tin xá trì tràng bình bồ hành này ê tất tầm mê anh ta rề anh bà đà giá a ta quê hí sẽ tràng quý múc xí.
Nghĩa là trong cái lúc mà ngài quyết định là ngài sẽ nằm để ngài nghỉ ngơi á, ngài duỗi cái thân ra đó, cài vàng ở quý giờ tí là duỗi cái thân ra, thì khi đó hai cái chân của ngài á, là chưa có chạm đất, có nghĩa là hai chân ngài là thoát khỏi đất, chưa có chạm đất, còn cái đầu của ngài là chưa có chạm đến gối đó, mình hình dung ra ha. Đó thì trong cái khoảng thời gian đó, ê, tới tầm ta về thì ngài được giải thoát, tâm ngài giải thoát tất cả các sự lộng hành, không có còn chấp thủ nữa đó. Đó bởi vậy khi mà ở trong cái giáo pháp này á, đây có nói là mắt tầm mình tập tình này, Anibbana Anicca Atthito Asin Kammanto Cô Bé Phu Arahatan Bát Đo Quốc Trà Nandat Thero Quốc Trà Quốc Tá Tý. Nghĩa là cái sự chứng ngộ của ngài á, ngài của ngài chứng ngộ là không có nằm trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, hay ngài trở thành bậc thánh A La Hán là thoát khỏi tứ oai nghi. Bởi vậy khi mà trong cái giáo pháp này á, nếu mà hỏi á, cái vị tỳ kheo nào mà đạt được thánh A La Hán á, mà không bởi do nằm nè, không bởi do ngồi nè, không bởi do đứng nè, không bởi do đi nè, thì khi đó mình trả lời là ngài nào, ngài Ananda thôi ha. À, ngài Ananda là ngài trở thành bậc thánh A-la-hán nhưng mà không có nằm trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngoài, đi đứng nằm ngồi. Ngài ở đây cũng có đề cập đó là ngài có nghĩ rằng á, Nanu màn bác gawa ai tá đô xá cá tá bùn nhô tí toàn nanda bá đà ná ma dồn ma nú dì dồn xá thét bạ hò tí anà tàu hò tí. Không phải ngài nghĩ là không phải ngài không phải Đức Thế Tôn đã từng nói với ta như vậy sao? Mẹ Ananda, ông là một người có đã làm tất cả các phước báo, hãy tinh tấn tu hành, ông sẽ đạt được sự giải thoát các lậu hoặc một cách nhanh chóng, ông sẽ giải thoát các lậu hoặc một cách nhanh chóng. Thì cái đó là cái lời nói của ngài, của Đức Thế Tôn nói với ngài Ananda. Thì cái đó mình có thể tìm hiểu trong cái Trường Bộ, Trường Bộ quyển 2, Trường Bộ mà đại phẩm, Đức Thế Tôn có nói với Ananda cái câu đó là: này Ananda, ông là một người có phước báo đã được làm rồi, ông hãy cố gắng tinh tấn, ông sẽ chứng ngộ một cách nhanh chóng. Thì cái câu đó, thì khi mà ngài nhớ lại cái câu đó thì ngài nghĩ rằng nó Bút Đà Niêu Xá Cách Thà Đô To Nà Má Nắp Thí Má Má Ít Xà Lát Đàn Quý Nhàn Trề Ná Mê Xét Đạo Bích Xà Giá Tàng Quốc Tá Tí Hành Đà Giàn Quý Giá Tá Mát Tàng Do Dề Mi Tí. Cái lời nói của Đức Phật đó, cái lời nói của chư Phật đó, lời nói của chư Phật thì không bao giờ mà có sự sai sót, thiếu sót đó. Không có cái sự sai sót, không có sự thiếu sót, không có sự lỗi lầm của lời nói, trong cái lời nói của Đức Thế Tôn, được chư Phật, chư Phật nói là đúng. Thì tại vì do tinh tấn quá quá sức, thì do tinh tấn quá sức thì tâm sẽ phóng dật, hay là bây giờ ta nên duy trì cái tính với cái định cho nó thăng bằng đó. Thì khi mà nghĩ như vậy đó thì nãy có nói là ngài đi vào ngài nghỉ ngơi, thì trong cái lúc mà ngài nghỉ ngơi đó thì hai cái chân ngài không chạm đất và cái đầu ngài cũng chưa đến cái gối, thì trong cái khoảnh khắc đó là ngài chứng đạo quả. Thì đó là cái việc mà chứng đạo A-la-hán, giải thoát lậu hoặc của ngài là nó vượt vượt ngoài tứ oai nghi ha, vượt ngoài tứ oai nghi. Thì nếu mà trong giáo pháp này hỏi ai là cái vị tỳ kheo nào mà bị giải thoát đạt thánh A-la-hán mà vượt ngoài tứ oai nghi, không bởi do nằm, không bởi do ngồi, không bởi do đứng, không bởi do đi, thì khi đó mình trả lời là ngài Ananda, chỉ có ngài Ananda thôi. Rồi, hôm nay mình học tới đây. Dạ, chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy buổi học ngày hôm nay. Chúng con kính chúc sư được nhiều sức khỏe và những ý nguyện của sư sớm nay được thành tựu. Dạ, bây giờ con xin phép chư đại đức tăng cho con được hồi hướng cuối kính chư thiên ạ.
Dạ, chúng con kính tri ân sư, chúng con xin tri ân sự có mặt của chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng các cô chú anh chị học viên trong buổi học ngày hôm nay ạ. Con xin kết thúc buổi học hôm nay ở đây và xin thỉnh chư đại đức tăng tham gia vào buổi học tiếp theo ạ. Và kính mời quý cô tu nữ cùng với các cô chú anh chị học viên tham gia vào buổi học tiếp theo ạ. Xà thú, xà thú. Kính thưa sư,